các giai đoạn phát triển, các khó khăn khác và sự tự trị, tự lập. Rút tỉa kinh nghiệm ở các nước khác, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã cố gây dựng Hội Thánh Việt Nam để có thể đạt đến tình trạng tự trị, tự lập càng sớm càng tốt. Năm 1928, chỉ có 10 trong số 80 Hội Thánh tự trị, tự lập. Số này tăng lên gấp đôi vào năm 1930 và gấp 4 lần vào năm 1932. Vào Thế chiến thứ hai, 75% Hội Thánh đạt đến tự trị, tự lập. Trong đệ nhị Thế chiến, tình hình tài chánh suy giảm, nhưng không một Hội Thánh nào đóng cửa. Các Hội Thánh tự lập đã dùng ngân quỹ của hội để giúp các Hội Thánh đang gặp khó khăn. Vào năm 1942, ở miền Bắc có khoảng 1.000 tín đồ đã chịu phép báp têm. Hội Thánh tại đây có 27 nhà thờ và 30 chi nhánh với 28 mục sư và truyền đạo. Trong lúc đó, Hội Thánh ở miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời kỳ chiến tranh. Một số nhà thờ phải đóng cửa và nhiều mục sư phải lo sinh kế cho gia đình. Trong năm 1944-45, có gần 2 triệu người, đa số ở miền Bắc, phải chết vì nạn đói. Tuy nhiên, không có một tín đồ nào bị chết đói dù họ rất nghèo. Trong tình cảnh khó khăn, họ vẫn hết lòng cung ứng cho mục sư của họ. Bởi chủ trương không tham gia chính trị của giáo hội, nhiều tín đồ đã bị bắt bớ vì sự nghi kỵ của hai bên trong thời gian chiến tranh. Vào năm 1948, số giáo sĩ ở miền Bắc tăng lên gấp 5 người. Số nhà giảng, các buổi thờ phượng và số người chịu báp têm đều gia tăng. Các hội thánh miền Trung gần trận tuyến phải đóng cửa, mục sư và tín đồ di tản. Các hội thánh còn lại vẫn trung tín hoạt động. Tín đồ được gia tăng. Ở miền Nam, có gần 30 nhà thờ bị đóng cửa, nhiều nơi bị san bằng hay bị chiếm đóng. Phục hồi và tăng trưởng. Khi trận Điện Biên Phủ kết thúc và Hiệp định Geneva ra đời, khiến cho Việt Nam bị chia đôi miền Bắc và miền Nam. Giáo hội miền Bắc được đổi tên là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, gồm vài ngàn tín đồ với 20 hội thánh, 13 mục sư và truyền đạo. Giáo hội miền Nam vẫn giữ danh hiệu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vì có trên 90% tín hữu ở trong Nam. Vào năm 1962, địa hạt miền Trung được chia ra làm Bắc Trung Phần trụ sở ở Đà Nẵng và Nam Trung Phần trụ sở ở Nha Trang. Đến năm 1969, địa hạt miền Nam được chia ra làm Đông Nam Phần, văn phòng ở Sài Gòn và Tây Nam Phần ở Vĩnh Long. Năm 1960, địa hạt Thượng Du được thành lập để cung ứng nhu cầu đặc biệt cho đồng bào thiểu số. Năm 1961, dưới sự giúp đỡ của hội Mennonite, mục sư Phạm Xuân Tín đã mở một chuẩn y viện tinh lành ở Nha Trang. Sau đó trại dưỡng bệnh và trường đào tạo y tá được thêm vào. Năm 1965, bệnh viện tinh lành Pleiku được thành lập với sự tài trợ của hội Mennonite. Trại cù tinh lành Ban Mê Thuộc đã được thiết lập vào năm 1951. Chuẩn y viện Đà Lạt được bành trướng vào năm 1954. Khoảng năm 1948, Côn Nhi Viện Hòn Chồng được xây cất cùng với trường tiểu học Bethlehem và trường dạy nghề cũng trong khuôn viên của Côn Nhi Viện. Năm 1960, hội đồng bầu mục sư Đoàn Văn Miên vào chức vụ hội trưởng và mục sư Phạm Xuân Tín là phó hội trưởng. Để thích ứng cho thời bình với khải thị bành trướng tầm hoạt động, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam gia tăng các chương trình huấn luyện để đào tạo mục sư cũng như các người hậu Việt khác. Năm 1921, Trường Kinh Thánh Đà Nẵng được thành lập. Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang được khánh thành vào tháng 9 năm 1960. Trong 5 năm đầu tiên, có 85 sinh viên nội trú với 55 truyền đạo. Năm 1961-62, có đến 110 sinh viên và 55 truyền đạo. Trường Kinh Thánh Đà Lạt và Ba Mê Thuộc được thành lập để lo cho việc truyền giáo cho đồng bào thiểu số. Thánh Kinh Tiểu Học Đường đã có từ trước nhưng mãi đến năm 1958 mới được thông dụng và tổ chức điều đặn. Năm 1955, Việt Nam có 3 trường Kinh Thánh, con số này tăng lên 6 trường vào năm 1958. Đến năm 1964, có tất cả 9 trường. Tổng số sinh viên cao nhất là 214 vào năm 1962. Năm 1951,
Đài viễn thông tại Manila bắt đầu chương trình phát thanh tin lành bằng Việt ngữ. Sau đó chính phủ Việt Nam cũng cho phép phát thanh tin lành trên các đài địa phương. Năm 1955, chương trình chứng đạo cá nhân cũng được đẩy mạnh. Các chứng đạo viên đã tiếp xúc được trên 93.000 người, có gần 5.000 người cầu nguyện tin Chúa trên toàn quốc. Việc chứng đạo trong các trung tâm cải huấn Phan Rang, Phan Thiết, Chí Hòa, các tỉnh miền Nam và đảo Côn Sơn cũng đã mang nhiều tội nhân trở lại cùng Chúa. Năm 1959, giáo sĩ Sutherland thành lập trung tâm thanh niên cơ đốc tại Sài Gòn. Sau đó các trung tâm ở Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Biên Hòa, Cần Thơ cũng được mở ra. Khi chính phủ khởi xướng các chương trình dinh điền, nhiều gia đình tín đồ bị định cư cũng lợi dụng cơ hội này để làm chứng đạo cho các người định cư khác. Hội Thánh cũng tổ chức các buổi truyền giảng tại các trung tâm tị nạn. Nhà in Tin Lành trong lúc này cũng nỗ lực in các văn phẩm cơ đốc truyền đạo đơn các báo định kỳ như Thánh Kinh Báo, Thánh Kinh Nguyệt Sang, Đúc Thiên và Hừng Đông, tức là Rạng Đông, đã mang đến cho các tín đồ ở mọi nơi thức ăn tinh thần để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh. Theo thống kê, số người cầu nguyện tin Chúa từ năm 1911 đến năm 1970 là 289.558 người. Năm 1975, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có 530 chi hội với 146.089 tín hữu, 190 mục sư, 167 truyền đạo và 155 truyền đạo sinh. Giai đoạn lan rộng đến người Việt khắp thế giới. Sau biến cố năm 1975, người Việt Nam đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Hội Thánh Chúa giữa dòng người Việt đã được thành lập tại các châu, ngay cả tại Phi Châu cũng có người Việt tin Chúa, mặc dầu không có các hội thánh Việt Nam. Năm 1975, khi những người Việt tị nạn đặt chân đến đất Mỹ, Hội Truyền giáo Christian and Missionary Alliance đã quan tâm đến việc thành lập các hội thánh cho người Việt. Đến nay, 2011, giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ có 100 hội thánh với 13.330 tín hữu, 163 mục sư truyền đạo và 25 công tác viên mục vụ. Chúa đã dùng các mục sư và tín hữu để mở mang công việc Chúa giữa người Việt tại Florida của chúng ta. Hiện nay tại Florida có 5 hội thánh trực thuộc giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ của hội CMA. Giai đoạn lan rộng qua người Việt đến khắp thế giới. Khi còn tại trại tị nạn, ông Lâm Khắc Phụng là một người hung dữ đối với mọi người, ngay cả vợ con. Nhưng ông đã gặp Chúa và được Chúa biến đổi đời sống. Và sau đó, ông đến định cư tại Hòa Lan và Chúa đã dùng ông đem được nhiều người Hòa Lan đến với Chúa. Có một số các giáo sĩ Việt Nam đã được Chúa kêu gọi đi đến phục vụ tại các nước ngoài, nhưng đa số là cho người Việt Nam. Tuy nhiên, có những giáo sĩ đã ra đi đem tin lành đến cho những người không phải là người Việt. Ông bà giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa đã đến Bangladesh để hầu việc Chúa cho người bản xứ, và hiện nay ông bà đang hầu việc Chúa giữa người Mông Cổ. Cô bác sĩ Huyền cùng chồng đang hầu việc Chúa tại Phi Châu. Sau 30 năm tại Mỹ, các hội thánh Việt Nam bắt đầu có một vụ Anh ngữ để lo cho những người Việt nói tiếng Anh. Khi có một vụ đó thì những người thuộc các sắc dân khác cũng đến tham dự. Hiện nay nhiều hội thánh Việt Nam có các thành viên tín hữu không phải là người Việt. Ước ao trong tương lai sẽ có hội thánh Việt Nam cộng tác với các hội thánh thuộc những sắc dân khác để đem tin lành đến khắp mỗi sắc dân tại Hoa Kỳ. Các tín hữu trong hội thánh Tin Lành Việt Nam tại hải ngoại dần dần ý thức rằng việc rao truyền tin lành không chỉ giới hạn cho những người Việt Nam mà thôi, nhưng cho mọi sắc dân, mọi ngôn ngữ, mọi chủng tộc. Những người trẻ nói tiếng Anh giỏi giới thiệu về Chúa cho bạn hữu mình trong trường học, sở làm. Ngay cả những người có tuổi, giàu tiếng Anh bập bẹ cũng mạnh dạn trình bày về Chúa cho những người thuộc sắc dân khác. Tại Nam Florida, có một tín hữu cao niên đi đến nhà hàng Việt Nam để làm chứng. Ông cụ gặp một người Mỹ đứng tại hành lang và gọi chuyện để giới thiệu về Chúa cho người ấy. Một bà cụ đi khám mắt khi ngồi đợi tại văn phòng bác sĩ đã trình bày tin lành cho hai mẹ con người Mỹ. Người mẹ từ chối, nhưng người con đã bằng lòng cầu nguyện, xưng nhận đức tin.